mẫu tử phải xa lìa, con thì đau nào I'm not afraid.
tử có nghẹn ngào cũng suối lệ. Con xin được rót chén lên cho mẹ ba chung rượu để tiễn đưa mẹ về nơi cõi phật. Chung rượu thứ nhất con xin được kính lên chủ quyền thất tổ. Chung rượu thứ hai con về đây thọ chế chư tăng. Mẹ ơi còn ấy là chung rượu thứ ba. Mẹ ơi chung rượu thứ ba này đây. Anh em con xin kính dâng. Con nhớ thương mẹ làm sao nhớ
đau khổ. Anh chị em chúng con đã mất đi một người mẹ, các cháu đã mất đi một người bà, và họ hàng đã mất đi một người con. Kính thưa bà cô chú bác, con gửi đau đớn nào hơn khi các con mất đi tình yêu thương của mẹ? Con thấy đau nào hơn khi vừa tất cả chiếc chiếc cần từng biệt xa xa với người đi nghe ông? Chắc hẳn mấy ngày qua tăng cho con nhiều buồn thương xót. Thì giờ đây là những chiếc phút sau cùng, từ giờ chung lát nữa đây, khi cổ áo quét từng di chuyển, anh em chúng con sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ. Kể từ ngày hôm nay, gia đình này sẽ mãi mãi không còn được nghe tiếng con tiếng cười của mẹ. Mẹ chúng con làm sao đi? Một chiếc áo xa mà không hẹn ngày trở lại. Vì một ngày đây đến cái cổ áo quét của mẹ, con sẽ không được thay bằng cái còn tiền gia đình. Xin chân thành cảm ơn điều phương sở tại. Xin chân thành cảm ơn tình yêu không gian bên nội bên ngoài cũng như biết bà con cô bác nghe sống gần xa. Suốt mấy ngày qua nghe thông đoạn này đường xa xa xôi, nên đây các bạn đã nghe tin buồn biết đỡ gia đình chúng con. Ta nghe có điều khi xa xót, kính mong bà cô bác niệm tình tha thứ đổi bỏ mà không. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cơ sở mấy tháng tân an. Quý xin thầy quý tâm lý quý vượt thần sẽ tạo ra mọi điều kiện cho đối tác lấy con bé không thích vào lòng lòng chồng. Tấm trong tình đó nghĩa cử đó gia đình chúng con không biết lấy gì để đáp tạ cảm ơn. Giờ đây đây anh chị em chúng con sẽ thay mặt của gia đình xin thành tâm gửi đến bà con cô bác có hai lại này.
bị tốt lành, các con báo hiếu của cơ sở mấy tháng tân an đến đây đang khép lại. Nếu có điều gì sai sót, cầu mong gia đình và cô chú anh chị bỏ qua cho. Lời chúc mừng thật thì không biết nói gì hơn, cũng xin phép thay mặt cơ sở mấy tháng tân an cùng toàn thể anh em trong ban nhạc lễ đội kèn tay đội cao của cơ sở không quên cầu chúc cho thân nhân của người mẹ người bà của chúng con sớm được giảng sanh về miền Tây Vương tịnh độ. Thì cũng quên cầu chúc cho bà con cô bác phát tài an khang tiếp trụ nhập cổ. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách, kính thưa ông bà cô bác, thay lời cơ sở mai táng Sài Gòn Tân An một cúp nhạc tây tiễn đưa hương hồn của bà Võ Thị Ngôn đến nơi an nghỉ cuối cùng, ban nhạc xin phép được bắt đầu. Thank you.
chó thôi. Thế nào? Đều luôn mấy anh ơi, đều luôn, đều luôn.